Đây là cái cổng mà để chặn nước của khu du lịch Eco Chùa Nguồn, Đồng Nguồn. Thì cái cổng này làm bằng cơ khí, dùng hai cái rãnh sắt dài lên, khung sắt dài lên, đơn giản. Em cửa thì ở đây có một cái cây sắt này là mình tiện mình sẽ tiện thôi, mà trên cái bánh xe có cái bật đạn thì người ta tiện khi người ta quay nè, quay lên xuống để chặn nước rồi nè, quay cây đi lên đi lên. Cái này quay nó hạ xuống để chặn nước lại. Nước đây nước từ suối. Quay thử nè. Lên xuống xuống nó mình thay ra xuống nè, xuống từ từ thôi, giờ hơi lâu rồi. Này làm bằng cơ khí bằng tay, không có làm bằng máy. Nếu mà máy thì đặt một cái motor nữa, bấm nút thì nó sẽ chạy quay thôi. Mình làm bằng cơ thì nó đỡ tốn chi phí hơn.